Thùy Tiên có phản ứng vô cùng đáng yêu khi được Quang Linh Vlog thả thính ngọt ngào. Những ngày qua, có lẽ hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Angola đã khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi nức nở. Đặc biệt, tại đây, nàng hậu cũng đã gặp lại Quang Linh Vlog và đang là cặp đôi được fan nhiệt liệt để thùy nhất ở thời điểm hiện tại. Cả hai không chỉ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ khi tận tay trao tặng giếng nước sạch cho người dân châu Phi, mà còn khiến khán giả nhiều fan thích thú để lộ những khoảnh khắc tình bể bình bên cạnh nhau. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thùy Tiên và Quang Linh Vlog cùng nhau di chuyển trên xe. Đáng chú ý, nam YouTuber còn trở tài hát hò tặng Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Cụ thể, Quang Linh đã thể hiện một đoạn ca khúc Giá Vợ Thương Anh Được Không, một bài hát với ca từ đầy lãng mạn và ngọt ngào. Dù không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Quang Linh Vlog vẫn khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát đầy ngọt ngào và cảm xúc. Về phía Thùy Tiên, khi nghe anh bạn YouTuber hát hò một bài hát về tình yêu đầy ngọt ngào đến lạ, ủa, sao nay hát khác quá vậy? Không những thế, cô nàng còn liên tục bịt miệng cười đầy khoái chí khi nghe những câu hát ấm áp này từ Quang Linh. Với màn hát hò quá sức dễ thương này, dân mạng đã trêu ghẹo Thùy Tiên rằng nàng hậu đã cười tít mắt khi thấy Quang Linh dùng ca khúc Giá Vợ Thương Anh Được Không để tỏ tình mình. Sau khi đặt chân đến châu Phi, trên kênh YouTube, fanpage hay Facebook cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên liên tục chia sẻ các hình ảnh, video trong chuyến đi. Trong đó đáng chú ý nhất là các hình ảnh, khoảnh khắc của Thùy Tiên thân thiết, tươi cười bên YouTuber xứ Nghệ, khiến người hâm mộ gắn ghép, đẩy thuyền, mong hai người sớm trở thành đôi. Trước những ý kiến này, Thùy Tiên bật cười ngại ngùng và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ hành trình của cô. Khi được hỏi về lý do chọn Angola làm nơi thực hiện dự án, người đẹp có câu trả lời khiến dân tình thêm phần phấn khích trong việc xếp thuyền cho cô nàng và Quang Linh. Cụ thể, nàng hậu chia sẻ, tôi chọn Angola làm điểm từ thiện vì ở đây có team anh Quang Linh, một người Việt đang giúp đỡ rất nhiều người dân tại đây nhiều năm rồi. Khi mình thực hiện dự án nước ngoài thì cần một team hỗ trợ cho mình ở một đất nước xa lạ để họ có thể đưa cho tôi những gợi ý về dự án. Ngoài ra, tôi cũng cho biết chuyến đi cùng mình trong chuyến thiện nguyện lần này chỉ có một trợ lý. Để có thể thực hiện hành trình ý nghĩa này, cô đã dành dụm tiền cá nhân suốt một thời gian từ việc tích tiền lương để có thể trang trải chi phí ăn ở, đi lại. Cô tiết lộ thêm, tôi đã dành tiền lương của mình để làm dự án này, tổng số tiền bao gồm chi phí đi lại, ăn ở khoảng hơn 500 triệu đồng. Mặc dù là một hành trình dài, gặp nhiều khó khăn, nhưng Hoa hậu Thùy Tiên đã rất nhanh chóng hòa nhập với người dân tại Angola, cũng như giữ được sức khỏe tốt sau 3 ngày thực hiện thiện nguyện. Với sự thân thiện hòa đồng của mình, cô đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Trước tình cảm này của người dân, cô hào hứng cho biết, thời tiết ở Angola khá nóng, nhưng tình cảm của người dân khiến tôi thấy mọi thứ mát lành. Lần đầu tới châu Phi, tôi háo hức bắt tay vào công việc đã lên kế hoạch từ trước. Trước đó, sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International 2021, không chỉ là gương mặt nhận được sự săn đón của truyền thông, nhận được nguồn tài nguyên dồi dào mà cô còn ghi điểm với công chúng bởi liên tục tham gia các hoạt động thiện nguyện. Xuyên suốt hành trình đương nhiệm, cô không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả trong nước mà còn ngày tạo được dấu ấn với bạn bè quốc tế. Đặc biệt với mỗi hoạt động, cô khiến người hâm mộ ấm lòng với sự bản lĩnh, nhiệt huyết và tinh thần nhân ái, chia sẻ khi luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong xã hội.